xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh những chuyện lịch kỳ đầu tiên trước khi vào chuyện thì cho phép mình xin chúc tất cả các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ thoải mái và ấm áp bên gia đình ờ, như mình đã nói hôm trước ấy thì mình sẽ rất cố gắng để đọc phục vụ các bạn trong những ngày nghỉ lễ này nhưng mà nếu có không đều hoặc cái thời gian nó có ít hơn thì cũng rất mong là các bạn thông cảm hết sức thông cảm cho mình vì về nó cũng có nhiều việc ấy ham chơi nữa. À, bây giờ thì mời các bạn đến với tập số 118 Hắc Tây Du nhé. Tần Mục vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Hắn dự định sẽ tính toán lại một lần nữa, tính xem có sai ở chỗ nào hay không. Hắn không phải là không tin được tính toán của Hắc Hổ Thần, nhưng chuyện đã thông hai thế giới, thành lập cầu nối thế giới để dịch chuyển trao đổi linh năng, trước đây chưa từng có tiền lệ như vậy. Nếu xảy ra gì không may. Hắn cũng không biết sẽ phát sinh những chuyện gì. Ví dụ như khi tần mục chế luyện đan dược trị vết thương, mỗi khi luyện ra một loại linh đan mới cũng có thể xuất hiện một vài tác dụng phụ kỳ lạ cổ quái. Dược lực của linh đan xảy ra vấn đề, hắn còn có thể tìm cách sửa chữa. Nhưng nếu như chuyện cần dịch chuyển trao đổi linh năng nối liền hai thế giới này xảy ra vấn đề, vậy hắn sẽ phải sửa chữa như thế nào mới được? Hắc cổ thần nhanh chóng cuộn bản vẽ lại, Hắn hào hứng đi ra ngoài Vừa đi vừa cười nói Nhanh lên một chút Nhanh lên một chút Ta cảm thấy không thể nào chờ đợi được nữa rồi Muốn lập tức nghiệm chứng một phen Tần mục chỉ đành phải theo hắn Đi ra khỏi thành lầu Hắn nhìn về phía tang họa Nói Họa muội Các muội đến tìm ta có chuyện gì hay không Ly thành hiện tại đã được xây lại Nhưng trong phạm vi ngàn dặm gần đây Vẫn có rất nhiều ma tộc đang hoạt động bọn chúng phân tán tán ra rất rộng những ma tộc này sử dụng máu thịt và hồn phách của lê dân bách tính trong thái hoàng kiên để luyện công gây ra nguy hại rất lớn tăng họa nói chúng ta đã đi tìm ngươi rất lâu dự định sẽ cùng với ngươi rèn luyện một hồi tiện diệt trừ những thần thông giả của ma tộc đó vũ Hỏa nói thời điểm phật nhật la ở ly thành đã từng trói buộc ma tộc không cho bọn chúng gây tổn thương cho những lê dân bách đánh đó nhưng bây giờ Phật Nhật La vừa đi Ma tộc còn lại đã không thể ngồi yên được nữa rồi Đối với ma tộc mà nói Nhân tộc chúng ta Đã trở thành khẩu phần lương thực Cũng là nguyên liệu luyện bảo luyện công Bởi vậy mấy ngày nay Mọi người trong thôn xóm xung quanh đây Đã bị bọn chúng giết chết không ít Tăng họa sư muội ban đầu dự định đi chấn tháp trước Hiện tại cũng không thể rời lại Tần mục câu mày nói Phật Nhật La giảng một ma tộc Không được tổn thương tới bách tính vì sao hắn lại ra mệnh lệnh như vậy Thu mua lòng người Sắc mặt của Thục Diêu nghiêm trọng nói Thành có thể phá Nước có thể vong Thần cũng có thể chết trận Nhưng lòng người là khó thu phục nhất Phật Nhật La là ma thần Kẻ có trí lớn Thủ đoạn của hắn cũng rất là cao minh Hắn không cho ma tộc tổn thương tới bách tính Lại khiến cho bách tính không phản kháng Cho dù bị bọn chúng nghiền ép nhiều hơn nữa Hắn để cho bách tính làm nô dịch cho ma tộc Đào móc đi các khoáng mạch, trồng và thu thập các loại dược liệu, đồng thời có thể khiến cho những ma tộc cấp thấp đó có thể tập trung vào cuộc chiến đấu. Kẻ địch có thể công kích vào tâm thần của người khác, đó mới chính là kẻ địch cường đại nhất. Tần Mục gật đầu, lúc này ấn tượng của hắn đối với Phật Nhật La cũng đã thay đổi rất nhiều. Phật Nhật La thực sự không phải là kẻ mãng phu, chỉ hiểu được chuyện công thành, chiếm đất, mà còn hiểu sâu sắc về đạo thống trị. Hãy biết làm như thế nào mới có thể làm cho ma tộc thu hoạch được càng nhiều lợi ích lớn hơn đó. Ma tộc cấp thấp có địa vị thấp như thế nào? Tần mục ở trong chiến trường đã thấy qua số phận của ma tộc cấp thấp. Đó chính là vật phẩm tiêu hao trong các cuộc chiến. Nếu nô dịch ma tộc cấp thấp lại để cho ma tộc cấp thấp đi làm chuyện nô lệ, lại khiến cho ma tộc cấp thấp biến thành vật phẩm tiêu hao, như vậy bọn họ khó có thể thống trị được lâu dài. Phước nhật Đa nô dịch nhân tộc khiến cho những ma tộc cấp thấp cũng được hầu hạ thoải mái lại để cho ma tộc cấp thấp đi liều chết liều sống như vậy mới có thể duy trì được sự sống trị của mình mà nhân tộc bởi vì có thể sinh tồn tuy rằng bọn họ nô dịch nhưng không hiểu được cách phản kháng sẽ không phản kháng đến lúc đó hậu phương của phật nhật la sẽ trở nên an ổn còn có những tài nguyên do nhân tộc này cung cấp quần cuộn không ngừng chuyển tới hắn có thể tập trung tất cả tinh lực vào trong việc chinh phạt ngoài tiền tuyến phượng nhật la là một tài năng lớn thảo nào thánh sư đối với hắn lại đề phòng như vậy tần mục suy nghĩ một lát nói trong chiến trường chắc hẳn có thể thu thập được rất nhiều linh binh của ma tộc những linh binh này của các người thường xử trí như thế nào vũ hòa nói bởi vì linh binh của ma tộc có chứa rất nhiều ma tính nên bình thường chúng ta sẽ tiêu hủy không để cho ma tộc có cơ hội đoạt lại linh binh nữa tần mục cười nói Ta với hổ ca đi bố trí cầu dịch chuyển trao đổi linh năng Cần dùng đến rất nhiều huyền kim huyền thiếp Nếu như các người không sử dụng tết linh binh của gia tộc Như vậy chúng ta mượn được hay không? Ma tính ma khí trong linh binh vờ vặn có tác dụng đối với chúng ta Vũ Hòa nói Sư phụ ta có thể lấy rất nhiều linh binh ma tộc Chỉ là không biết giáo chủ cần bao nhiêu Càng nhiều càng tốt Tần Mục trịnh trọng nói Vậy đành phải làm phiền Vũ Đường Chủ giúp cho rồi vũ hòa vừa mới xoay người rời đi vừa nói giáo chủ khách khí mấy thứ linh binh kia của ma tộc vốn không có chỗ nào dùng tới các người cứ đi trước đợi ta với sư phụ cùng nhau đưa linh binh qua tần mục nhìn về phía đám người tăng họa do dự một chút nói họa muội ta với hổ ca chắc phải cần một thời gian nữa mới có khả năng thành lập sông cầu thế giới hay là các người cứ đi rèn luyện đi chờ mười ngày sau hãy trở lại đây mười ngày sau mười ngày sau chúng ta hẳn sẽ bố trí xong dấu vết phủ văn đến lúc đó chúng ta lại đi rèn luyện sau nói không chừng tới lúc đó chúng ta có thể giới thiệu với các ngươi rất nhiều bằng hữu mới đấy tang họa khẽ nói mục đích lần này chúng ta tới đây ngoại trừ tìm ngươi đi ra ngoài rèn luyện còn có một việc nữa mấy người chúng ta dự định vào giáo mấy vị thần thông giả thái hoàng thiên khác đều vội vàng gật đầu tần mục nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía thục diêu Thục Diêu bất đắc dĩ nói Ờ à, Ngày ấy giáo chủ nói với chúng ta Về những lý niệm của thiên thánh giáo Ta với Vũ Hòa Sư Tỷ tràn ngập sự đồng cảm Vì vậy mới tiến vào trong giáo Trở thành đường chủ Sau đó cũng là do ta lắm miệng Nói với bọn họ về tôn chỉ của thiên thánh giáo Bọn họ cũng cảm thấy lý niệm này rất là tốt Nên mới muốn cùng nhau tiến vào Tăng Họa hưng phấn nói Như vậy chúng ta có thể có chức vụ đường chủ hay không? Tần mục cảm thấy tâm hoa nở rộ Nhưng ngoài mặt lại ung dung thản nhiên Cười nói Thiên thánh giáo ở Duyên Khang Đều là nhân tài kiệt xuất của chính đạo Nhưng không phải người nào cũng có thể đi vào được Chỉ có điều ta rất cảm động Đối với hành động vĩ đại Ra sức chống lại ma tộc hoàn toàn Không để ý tới sinh tử của các vị Ta biết các vị đều là những bậc chân chính quân tử Có thể chung chí hướng với ta Nên việc các vị vào giáo là không khó Nhưng muốn trở thành đường chủ Cần phải thành thạo một nghề Thánh giáo ta có 360 đường Đại biểu cho 360 ngày Cũng không phải chỉ cần thực lực cao cường Là có thể trở thành đường chủ được. Đám người tăng họa có chút thất vọng Tần mục mỉm cười nói Chỉ có điều thánh giáo ở Thái Hoàng Thiên Vừa thành lập phân đà Thái Hoàng Thiên cũng trầm phế chờ hưng Việc cần làm nhanh Không cần truy cứu quá nhiều Cho nên các vị đều có thể trở thành đường chủ Của thánh giáo ở Thái Hoàng Thiên Tăng họa hoan hô một tiếng Vậy chúng ta có cần phải uống máu lập lời thề Không được phép phản giáo hay không Tần mục giờ khóc giờ cười Lắc đầu nói Thiên thánh giáo chúng ta không phải là đám người ma giáo xấu xa kia Chúng ta không cần phải làm ra bộ dạng uống máu lập lời thề này Hơn nữa Giáo chúng cũng không cần phải bái lệ giáo chủ Khi gặp chỉ cần cúi chào là được Không cần tới đại lễ quỳ lạy Giáo chủ chính là thánh sư Mà không phải là hoàng đế Ta hiện tại đang nóng lòng đi chế tạo cầu thế giới Để dịch chuyển trao đổi linh năng không có thời gian rảnh rỗi nói rõ ràng tỉ mỉ về chuyện này với các người được Đợi đến 10 ngày sau Các người hãy trở lại đây Khi đó hai giới đã được tương thông Ta sẽ để cho huynh đệ thánh giáo tại Duyên Khang Nói kỹ càng tỉ mỉ hơn với các ngươi về chuyện này Đám người tăng họa nghe nói vậy Trong lòng cảm thấy mỹ mãn Bọn họ cùng với thục siêu giỏi đi Thì ra chuyện lập giáo phái ở Thái Hoàng Thiên Dường như còn đơn giản hơn So với trong tưởng tượng của ta Trong lòng của tần mục thầm xúc động Hắn đứt mắt nhìn sang hồ thần đang ở bên cạnh Ánh mắt hắn chớp động Đấy Hồ sư huynh Có muốn vào trong giáo hay không Hắc hồ lườm hắn một cái cười lạnh nói <cười> Chủ công chưa bao giờ nhận thức qua thiên thánh giáo của người Người cũng không cần uổng phí tâm tư Hiện tại chúng ta cần mau chóng chế tạo tốt Cầu dịch chuyển trao đổi linh đăng đi Bọn họ một người một hồ Rất nhanh đã đi tới trước một tòa tế đàn Có hình chữ kim Tòa tế đàn cao vút giống như là một ngọn núi Xung quanh có từng bậc thang đi thẳng về phía không trung Đến đỉnh tế đàn Lại có một đài cao vô cùng bằng phẳng Xung quanh tế đàn có dấu vết phù văn huyết tế Các thần thông giả của Thái Hoàng Thiên Đã chất đống vô số thi thể Xương cốt ở chỗ này Mới triệu hoán được tượng đá ở trong đại khư Và nguyên thần của thần chỉ đi qua đây Tần mục cùng với hắc hồ thần Thiết kế cầu dịch chuyển trao đổi linh năng phù văn Bản thân việc này chính là cơ sở để thành lập phù văn tế tự Phù văn trên thế đàn chỉ là một số ít cần phải cải biến Một người một hồ lập tức động thủ sửa chữa lại dấu vết phù văn Sau một lúc lâu Bà Ngọc chân Thần dẫn theo Vũ Hòa chạy tới đây Bà Ngọc chân Thần bỏ một đống linh binh ma tộc Có thể trồng chất giống như núi cười nói Tiểu hữu Những linh binh ma tộc này đã đủ để cho các ngươi sử dụng hay chưa Nếu như cảm thấy không có đủ Minh Di Thành còn có một đống so với chỗ đầy chắc hẳn còn nhiều gấp vài lần đấy tần mục mừng rỡ cười nói như vậy là đủ để sử dụng rồi cảm ơn chân thần bằng ngọc chân thần cười nói có cần hai người sư đồ chúng ta giúp các ngươi một tay hay không vũ hòa cũng nóng lòng muốn thử hắc hồ thần đang muốn đáp ứng tần mục khoảng lòng vội vàng lắc đầu không cần chân thần công việc bận rộn vũ hòa sư tỷ cũng cần phải đi rèn luyện chúng ta không dám phiền hai vị đâu Bà Ngọc chân thần quả thật có rất nhiều chuyện cần phải làm, vì vậy hắn dẫn theo Vũ Hòa từ biệt rời đi. Hắc cổ thần ấn giận nói: chuyện dựng cầu dịch chuyển trao đổi linh năng cần phải luyện chế ra nhiều linh kiện, hai chúng ta phải bận rộn trong thời gian rất lâu mới có khả năng luyện xong. Vì sao ngươi không để cho bọn họ chờ một tay? Sư huynh, sư huynh nhìn thử vào mặt trời trên bầu trời xem. Hắc cổ thần ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Quả thật không để cho thần ma ở Thái Hoàng Thiên hỗ trợ được Bằng không không biết sẽ phải gặp đại hoạn gì Một người một hồ lập tức động thủ Tinh luyện kim loại của ma binh Luyện chế linh kiện và cầu dịch chuyển trao đổi linh năng Không cần luyện đi ma tính Chỉ cần nung chảy là được Bọn họ đều là những người thành thạo việc rèn luyện Bọn họ cũng đều có tinh thông về thuật tính Mỗi một bộ linh kiện cần thiết Đều được bọn họ luyện chế chính xác vô cùng Mỗi một ấn ký phù văn Ở trên linh kiện cũng cần bọn họ làm đi Không thể xảy ra một chút sai sót nào Cần phải chính xác tới từng chút một Không những cần tốt Còn muốn tốt hơn Thần chỉ tạo nhật luyện chế ra mặt trời trên bầu trời Trở thành hình dạng siêu siêu vẹo vẹo như vậy Cũng là bởi vì trong khi hắn thiết kế chế tạo ra mặt trời Yêu cầu của hắn đối với mỗi linh kiện Lại có độ chặt chẽ không quá cao Dựa theo tần mục suy đoán Chắc hẳn đối với bản vẽ của một nửa mặt trời này Thần chỉ tạo nhật tối đa chỉ tính được một vài vị trí trên mặt trời siêu siêu vẹo vẹo, rất là khó coi mà muốn mặt trời theo trên không trung, thoạt nhìn rất tròn rất thấp, cũng muốn tính đến từng phần rất nhỏ nửa mặt trời trên bầu trời kia còn to hơn so với thế đàn lớn gấp mấy chục lần tần mục đối với bộ linh kiện của thế đàn lớn có yêu cầu chặt chẽ đã cực cao mỗi một bộ linh kiện đều phải chính xác vô cùng bởi vậy hắn mới cảm thấy mặt trời trên bầu trời rất gai mắt tiểu phu thánh nhân là một người tinh thông thuật tính và rèn luyện cho nên hắn đối với Thái Hoàng Thiên Cũng khó có thể tha thứ Mười ngày sau Đám người tăng họa, thục diêu Đều chạy tới Dẫn đến hàng trăm thần thông giả Chờ tần mục vá cổ thần khởi động cầu dịch chuyển Trao đổi linh năng Tần mục vá cổ thần đang ở trên thế đàn Bận rộn tất bật Điều chỉnh lại thử lại điều chỉnh Không dám lời biến chút nào Trong thời gian mười ngày này Bọn họ chỉ ngủ có hai ba lần Thực sự rất mệt mỏi Nhưng tinh thần của bọn họ lại rất phấn khởi lại qua thời gian không lâu đám người thần trì bằng ngọc chân thần tăng điệp tôn thần đã dẫn theo hàng nghìn thần thông giả tới nơi đây mọi người đều nhìn về phía thế đàn chỉ thấy giờ phút này trên thế đàn có các loại linh kiện cực lớn cấu tạo tối tăm như mực hòa làm một thể với thế đàn các loại linh kiện cấu tạo dài ngắn không đồng nhất giống như đao kiếm trực tiếp chỉ đến bầu trời trên những linh kiện cấu tạo đó có đầy đủ phù văn kỳ dị phù văn cao thâm ảo diệu khó hiểu càng nhiều phù văn xuất hiện ở trên dưới thế đàn toàn bộ phía dưới thế đàn gần như bị thần mục cùng với ác khẩu thần móc sạch ở phía dưới hai người cũng bố trí rất nhiều linh kiện cấu tạo to lớn cực kỳ phức tạp thế đàn cũng bị đào ra những lối đi phức tạp trong lối đi có vô số linh kiện các phù văn nối liền từng linh kiện trên thế đàn trong toàn bộ thế đàn lại giống như một trình thể đồng thời có một loại kết cấu vô cùng phức tạp với con số lên tới hàng ngàn vị thần thông giả và từng vị thần chỉ vây quanh tòa thế đàn cực lớn này đi theo qua mấy vòng vừa đi vừa nhìn vừa tán thưởng tần mục phá cổ thần họ thể hiện cho bọn họ thấy được một loại vẻ đẹp hoàn toàn mới về kim loại nặng nề loại vẻ đẹp này cũng là bất quy tắc ngược lại chính là loại bất quy tắc này với màu đen chẳng chịt kim loại phù văn đầy khuynh hướng cảm xúc cho bọn họ thấy được một loại thẩm mỹ khác tần mục cùng với hát cổ thần lắp đặt xong linh kiện cấu tạo cuối cùng điều chỉnh phương hướng vị trí với tế đàn cực lớn ở thế giới kia xong hai người liếc mắt nhìn nhau cả hai đều nhìn ra được vẻ hưng phấn trong mắt của đối phương chuẩn bị xong chưa hắc hồ thần mặc mày hớn hở ta chuẩn bị kích phát lực lượng của phủ văn đây tần mục liên tục gật đầu hắc hồ thần lấy ra một đạo thần nguyên dũng mãnh tràn vào bên trong phủ văn khởi động trong lúc nhất thời chỉ thấy đạo phù văn khởi động kia chợt sáng lên tia sáng theo phù văn lưu chuyển thắp sáng những phù văn khác tiếp theo tia sáng này phân tán ra hai nửa giống như dòng nước chảy thắp sáng rất nhiều phù văn khác chỉ nghe những tiếng ong ong không ngừng truyền tới tia sáng chảy vào bên trong thế đàn từ bên trong thế đàn nhảy ra chảy tới khắp các bậc thang thắp sáng mỗi một ấn ký phù văn phía trên thế đàn cuối cùng tất cả ánh sáng chảy về phía dưới đáy thế đàn tập trung lại ở nơi đó ong một tiếng một tiếng chấn động cực liệt truyền tới đột nhiên toàn bộ thế đàn từng bậc từng bậc di chuyển lên trên không trung theo cầu thang chia ra làm hơn 900 chúng dịch chuyển theo các phương hướng khác nhau mỗi lần chuyển động được một phần tư vọng sau mỗi lần chuyển động phù văn trong các tầng khác luôn có thể trùng hợp tập trung lại cùng với một chỗ có thể nói là tinh vi vô cùng tần mục vá cổ thần đứng ở trên một trong những bậc thang trong đó trong lòng của bọn họ đột nhiên cảm thấy hừng phấn không chịu nổi bên dưới thế đàn các thần thông giả thái hoàng thiên và thần chỉ đứng sừng sững ở trên không trung cũng không nhịn được cảm thấy kích động. cục diện của bộ máy kim loại nặng nề này khơi động thực sự là quá bao lòng vĩ đồ sộ. thế đàn không ngừng chuyển động. mỗi khi chuyển động được một phần tư vòng lại có từng linh năng tuôn ra. những linh năng này làm ma khí và ma tính bên trong linh binh của ma tộc bị kích phát ra. tần mục cùng với hắc hổ thần trải qua tính toán kín kẽ thấy được chỉ cần đả thông được hàng rào của hai thế giới dựng được cầu dịch chuyển trao đổi linh năng có hình dạng cái phéo năng lượng của hai thế giới lại sẽ duy trì cầu di chuyển trao đổi ổn định cái lối đi này sẽ không dễ dàng bị sụp đổ xuống ma khí và ma tính trong linh binh của ma tộc cũng sẽ ở trong lần công kích này mà từ từ tiêu hào hết từng tầng thế đàn xoay tròn không biết bao nhiêu lần năng lượng tích góp được đạt đến mức tận cùng đột nhiên một đạo ánh sáng đen phóng lên cao uy năng dâng trào kích động rít gạo hàng ngàn thần thông giả và các thần trì cùng với tần mục hắc hồ thần đều ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung trên mặt hiện ra vẻ tươi cười sau đó vẻ tươi cười cứng đờ trên mặt mỗi người trên bầu trời đạo hắc quang kia mãnh liệt vô cùng đánh vào phía trên nửa của mặt trời này nửa mặt trời nhất thời bị bốc hơi lên trong ánh sáng màu đen lập tức tan thành mây khói hai lỗ tài của hắc hồ thần thoáng một cái đã ép sát vào trong gáy miệng há thật to đáng chết Sư đệ Đây là gây chuyện hay là gây họa vậy Từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu Từ trên mi con mắt trái của tần mục rơi xuống Nện ở phía trên trái má Tiếp theo Từng giọt mồ hôi giống như là thác nước Từ trên chán lăn xuống Ở trên hai mi mắt của hắn Hình thành hai màn nước Tần mục khó nhọc chuyển động cách cổ Nhìn về phía hắc cổ thần Trên gương mặt thiếu niên quá cổ thần Có vô số giọt nước mồ hôi Còn nhiều hơn cả hắn Đang không ngừng rơi xuống khiến cho chiếc áo toàn thân của hắn hoàn toàn ướt nhấp. sư huynh, sư huynh xem từ biểu tình của đám người phía dưới như thế nào. giọng nói của tần mục khàn khàn, cố gắng để thấp tiếng xuống nói. người đi xem đi, ta thực sự không dám. ta sợ bọn họ sẽ không nhịn được mà đánh chết chúng ta. Ngươi cảm thấy liệu bọn họ có thể đánh chết chúng ta hay không? ta có thể giải quyết, ta có thể giải quyết. tần mục không ngừng an ủi mình, sắc mặt của hắn không ngừng thay đổi người lớn trong thôn đã dạy ta có thể gặp rắc rối cũng có thể giải quyết lần này ta nhất định có thể giải quyết được ta chỉ sợ giải quyết không họa này gây ra cũng quá lớn rồi thái hoàng thiên vốn không có mặt trời là thần chỉ tạo nhật dẫn theo thần thông giả của thái hoàng thiên cực cực khổ khổ chế tạo ra một nửa mặt trời một nửa mặt trời này đã trở thành niềm kiêu ngạo trong lòng thần thông giả của thái hoàng thiên nhưng mà kiêu ngạo này đã bị bọn họ đánh cho không còn. Hắn cũng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện chế tạo ra một mặt trời trả lại cho Thái Hoàng Thiên. Nhưng chế tạo ra một khối cầu hoàn mỹ đối với tần mục mà nói không tính là quá khó khăn. Khó khăn là ở chỗ làm thế nào biến hình cầu thành một mặt trời. Thần Chỉ tạo nhật là đầu bếp của Khai Hoàng Thiên. Là công nhân đốt lò, nắm giữ lực lượng của thần hỏa. Cho nên hắn cho dù không khéo tay, luyện ra mặt trời cũng thật khó coi nhưng có thể chiếu sáng cung cấp ánh sáng và sức nóng cho thái hoàng thiên loại thần hỏa này so với ly hỏa ở ly thành chỉ sợ cao cấp hơn rất nhiều bởi vậy khi xây dựng lại mặt trời thần hỏa đã trở thành vấn đề khó khăn không nhỏ nhưng vào lúc này một cột sáng màu đen hủy diệt nửa mặt trời xong xuyên thủng hư không trong nháy mắt ánh sáng màu đen xuyên qua thậm chí mắt thường cũng có thể thấy được không gian dao động gợn sóng giống như là từng tầng chấn động điên cuồng phun ra bốn phía một mặt trời khác. Tìm má cổ thần thắt lại, chờ mắt nhìn dao động này, Truyền đến một mặt trời bên cạnh. Bên dưới thế đạt, hàng nghìn thần thông giả Thái Hoàng Thiên và đám người thần trì bằng ngọc thang điệp lơ lửng giữa không trung. Trái tim của bọn họ không khỏi thắt chặt, nắm đấm cũng không nhịn được siết chặt, móng tay suýt chút nữa đâm vào trong thịt. Từng dao động này truyền tới, đi qua bên trong mặt trời ở giữa không trung này. Vòng mặt trời này ở trên không trung nhưng lúc đỉnh sóng đi qua Mặt trời bị ép giống như là lòng đỏ trứng Bụng sóng đi qua mặt trời Lại bị kéo rỗi ra Dài hơn gấp 10 lần Thần sắc mọi người hoảng sợ nhìn vào không trung dao động đi qua Mặt trời vẫn treo ở trên không trung Khiến tất cả mọi người đã gần trương thở phào nhẹ nhõm Đột nhiên Mặt trời hoàn chỉnh này phát ra một tiếng răng rắc. Một khối lớn từ mặt trời Bắt đầu bị tách ra và rơi xuống Vần rơi xuống lớn như ngọn núi Ở trên không trung kéo thành ngọn lửa thật dài mang theo khói đặc quần cuộn nghiêng xuống không hết rơi xuống nơi nào mặt trời trên bầu trời vốn đã không phải là hình tròn hình dáng lúc này giống như là bị hàm răng cao thấp không bằng nhau gặm một cái sư đệ chúng ta chạy thoát thân đi hắc hồ thần lặng lẽ đề nghị các vị ta có hai tin tức tốt muốn nói cho mọi người tần mục đứng ở trên tế đàn vung tay áo lên lau đi mồ hôi lạnh giống như thác nước chảy xuống Cố gắng hết mức khiến bản thân mình Có khí thế vô cùng Hắn nhìn xung quanh một vòng Cất cao giọng nói Tin tốt thứ nhất Là cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đã được thông Cái cầu này nối liền Thái Hoàng Thiên Cùng với Duyên Khang Tất cả mọi người ở Thái Hoàng Thiên chúng ta Đều có một đường lui Cho dù không địch lại ma tộc Cũng có thể lùi tới Duyên Khang đi Bảo tồn chủng tộc Bên dưới thế đàn Hàng nghìn thần thông giả vẫn hiện ra về mặt đờ đẫn Chật vật nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác Tần mục nói xong tin tốt thứ nhất Lặng lặng chờ một lát Chờ bọn họ tiêu hóa tin tức này Đây chính là khoe thành tích của mình Thái Hoàng Thiên từ trước không có đường lui nào có thể đi Nếu các thần và thần thông giả bị đánh bại Lê Dân Bách Tính chỉ có thể mặc cho người ta làm thịt Mà bây giờ tần mục xây xong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng Cho tất cả mọi người của Thái Hoàng Thiên có một đường lui Đường lui có thể bảo toàn chủng tộc toàn vẹn truyền thừa Như vậy công lao sự nghiệp Phải lớn tới mức nào Có công lao này Đợi tần mục tiếp tục khoe thành tích Cho dù là những thần thông giả của Thái Hoàng Thiên Và thần chỉ thiện quá Thành giận cũng không đánh chết bọn họ Sau một lúc lâu Bà Ngọc dù sao cũng là chân thần Là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần Từ từ gật đầu nói Tần Tiểu Hữu và Hắc Hồ Huynh Chế tạo cầu dịch chuyển trao đổi linh năng Khiến cho bách tính của Thái Hoàng Thiên ta có đường lui có đường sống hoặc thực là có cổng lớn đám thần chỉ tăng điệp tôn thần đều gật đầu công lao này của tần mục cùng với ác hổ thần thực sự là quá lớn nối liền hai thế giới ngoại trừ có đường đuôi không nói thần thông giả của duyên khang quốc có thể trợ giúp cho thái hoàng thiên khiến thái hoàng thiên có thể kiên trì càng lâu hơn một vị thần thông giả lắp bắp nói chính là mặt trời trong không trung Tần Mục vinh quang đầy mặt Cười hà hà nói Đây là một tin tức tốt khác Chuyện vui lớn ta muốn nói tới đây Giọng nói của hắn đầy về tuyên truyền và giác ngộ Các vị Bầu trời mặt trời đã quá cũ nát rồi Chúng ta có thể đổi hai mặt trời lớn Mặt trời tròn trịa Mặt trời hoàn mỹ Xung quanh hoàn toàn im lặng Đột nhiên Tăng họa hưng phấn giơ hai tay lên cao Cũng đúng Tiếng hoàn hôn này có chút chói tai. Tiếng hoàn hôn này của thăng họa càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng vị thiếu nữ bím tóc dài này vẫn thành thật an phận, ho khan hai tiếng che giấu, không dám nói lời nào nữa. Không cần nói nữa. Trên mặt của bằng ngọc chân thần hiện ra nụ cười, mỉm cười có vẻ cứng đờ, nhìn về phía rất nhiều thần chỉ bên cạnh khẽ nói. Duy trì dáng vẻ tươi cười, giữ vững lòng bình thường, không nên độ ra sát khí. Bọn họ là đệ tử của thiên sư, chúng ta phải có khí độ. Trên mặt một vị thần chỉ hiện ra dáng vẻ tươi cười khẽ nói: bọn họ thực sự sẽ giúp chúng ta luyện chế lại mặt trời một lần nữa sao? Không biết. Trên mặt của Bàng Ngọc chân thần hiện ra vẻ nụ cười nói: bọn họ không thể luyện chế ra thì không thể thả bọn họ đi khỏi Thái Hoàng Thiên. Chỉ có điều xem thần thái của bọn họ tràn đầy tự tin như vậy chắc hẳn là có thể. Tần Mục nhìn rất nhiều thần thông giả và các thần thông ở Thái Hoàng Thiên phía dưới mặt đèn lại mồ hôi lạnh trên trán giống như là đại hồng thủy dũng mãnh tiến ra. Hắc Hổ Thần nói nhỏ sư đệ bọn họ hình như có chút không mấy vui vẻ có phải bọn họ đã phát hiện ra chúng ta không biết cách luyện ra thần hỏa thiêu đốt mặt trời hay không? Sư huynh im lặng đi. Tần Mục trên mặt hiện ra dáng vẻ tươi cười cứng ngắc cắn răng khẽ nói. Duy trì dáng vẻ tươi cười Ngươi làm như chúng ta có thể luyện ra mặt trời đi Hắc hồ thần duy trì dáng vẻ tươi cười Âm thanh từ trong răng khẽ chuyển thấy Lần này là lần đầu tiên Chúng ta khởi động cầu dịch chuyển trao đổi linh năng Không biết có thể liên kết cùng với thế đàn đại khư hay không Nếu chẳng may không liên kết thành công Bọn họ có thể tính cả hai khoản nợ cùng một đợt Đánh chết chúng ta hay không Sư huynh im lặng Tần mục cười đến ra mặt có chút không nhịn được Hiện tại cầu dịch chuyển trao đổi linh năng chắc hẳn đã đã đả thông. Có thể từ nơi này mà tiến vào đại khư sao? Hắc hồ thần nói nhỏ. Nếu chẳng may xảy ra sai lầm, chúng ta từ trong cầu đi ra có khả năng sẽ bị cắn nát. Từ một chỗ khác đi ra chính là một bãi thịt vụn đấy. Gió lạnh thổi qua, xung quanh lặng ngắt như tờ. Đại khư, trời đã tối. Từng vị người đá khổng lồ đang đi lại giữa núi rừng giơ cao những cái chùy đá cực lớn đập xuống mặt đất ép nền mặt đất chùy bằng phẳng dọc đường đi có rất nhiều cây đại thụ che trời lại nhổ gốc không ngờ giống như người đi lại nhường đường sau đó cắm rễ ở hai bên đường cây cối thành hàng người đá khổng lồ mở đường mặt sau lại có mấy nghìn nữ tử đi theo các thiếu nữ mặc trang phục có màu có thể nói là ngàn hoa khoe sắc thắm cảnh xuân tươi đẹp đang không ngừng ríu rít nói chuyện với nhau từng phiến đá ngăn nắp bay qua không trung không ngừng tự động trải qua dưới chân của các nàng phía sau các nàng người cây khổng lồ lại đang dùng chùy gỗ gõ gõ đánh đánh khiến phiến đá được chỉnh tề khiến con đường trở nên bằng phẳng mà phía sau người cây khổng lồ thiên công đường chủ dẫn đầu rất nhiều thần thông giả của thiên công đường đang tỉ mỉ phát ra phù văn trên mỗi phiến đá đều chính xác in dấu ấn ký phù văn như vậy có thể cho con đường trở nên càng kiên cố có thể cho chiến xa và thú lớn Đi qua phía trên con đường Cũng sẽ không dẫm nát mặt đường Hơn nữa Sử dụng phiến đá để rót đường Sau này muốn tu sửa cũng thuận tiện hơn rất nhiều Phiến đá trực tiếp bị dẫm nát Thay phiến đá mới là được Duyên Khang Quốc Sư cùng với Hùng Tích Vũ Sóng vài đi Bọn họ đang tìm tượng đá Vận chuyển tượng đá đến gần đây Nếu có thôn trang Vậy thì càng tốt hơn Chuyển thôn trang và thôn dân tới nơi này Chính là thành trận Trước khi bọn họ di chuyển tượng đá Cần phải dâng hương bày đồ cúng Điểm này vô cùng quan trọng Đây là điều mà Tần Mục nói cho Duyên Khang Quốc Sư Bởi vậy lót đường lại chậm hơn so với tốc độ của Tần Mục Vì kế hoạch chế tạo đường của Tần Mục Duyên Khang Quốc Sư và chân Thiên Cung Chủ Hùng Tích Vũ Đã bận rộn rất lâu Mới chạy đường đến cảnh nội đại khư Qua thời gian hơn một tháng nữa Bọn họ có thể chạy đường đến Trường Long Thành Cách Duyên Khang Quốc không có xa Tần mục ở Tây thổ giao du rộng rãi, ngay cả các đại thế gia đều từng xuất hiện. Lần này chạy đường nối liền Tây thổ và Trung thổ là công trình lớn, nhưng các đại thế gia đều ủng hộ hành động này, phái ra không ít thần thông giả để cho tất cả mọi người nghỉ tạm đã. Duyên Khang Cúc sư nhìn trời một chút, cao giọng nói: "Trời sắp tối rồi, nhanh chóng tới bên cạnh tượng đá, không nên đi lại trong bóng đêm." Mọi người vội vàng đi tới bên cạnh tượng đá thôi lửa nấu cơm các thiếu nữ lại đang hưng phấn không ngừng nói chuyện về nam tử duyên khang Thứ thoảng bọn họ liếc mắt nhìn thần thông giả của thiên công đường phát ra từng tiếng cười khẽ những thần thông giả đó sắc mặt đỏ bừng không dám nói nhiều ánh mắt của duyên khang quốc sư khẽ lóe lên nhìn mặt trời gần xuống núi lần này tần mục phủi tay ném hết chuyện mệt mỏi cho hắn bản thân lại đi ra ngoài sung sướng nhưng hắn không có câu oán giận lần trước bình định thay thổ hắn ném mọi chuyện cho tần mục Tần mục làm cũng rất tốt Nhưng vào lúc này Bầu trời đột nhiên chấn động Một đạo ánh sáng màu đen từ trên cao hạ xuống Đâm thủng không gian Ánh sáng màu đen điên cuồng xoay tròn chiếu xuống Sắc mặt của Diên Khang Quốc Sư thoáng đổi Nhìn về phía đạo ánh sáng màu đen hạ xuống ầm một tiếng Đạo ánh sáng màu đen rơi xuống đất Mặt đất không ngừng chấn động truyền tới dưới chân bọn họ Loại cảm giác này giống như là dưới nền đất Có yêu ma quỷ quái khủng khiếp gì đó Sắp chui ra ngoài vậy Quốc sư Trong con mắt của thiên công đường chủ Có hai đường ánh sáng bắn ra Nhìn lại về phía biến đổi khác thường Sắc mặt đại biến hắn cao giọng nói Thiên tượng đại biến Đất dùng núi chuyển Chắc chắn là có yêu nghiệt cưới phá Duyên Khang Quốc sư đứng dậy trầm giọng nói Các người ở lại chỗ này Ta đi xem thử Bóng tối vọt tới Duyên Khang Quốc sư trong bóng đêm Đi tới chỗ ánh sáng màu đen này Hạ xuống năng lượng của ánh sáng màu đen tiêu hào hết trong lòng đất lại có một đạo ánh sáng màu xanh lam Sông lên trời cao đánh xuyên qua không gian ánh sáng màu xanh lam hình thành một con đường ánh sáng phóng ra ánh sáng màu xanh lam chính là một tòa tế đàn cực lớn giống như là núi cao vậy lúc này phù văn ở mặt ngoài của tế đàn đã được thắp sáng trong mắt duyên khang quốc sư lộ ra vẻ kinh ngạc khác thường quan sát tế đàn đột nhiên xuất hiện này hắn chậm ngâm một lát đi thẳng lên tế đàn đi vào trong ánh sáng xanh lam trên thái hoàng thiên nụ cười trên mặt tần mục và hắc hổ thần hoàn toàn cứng đờ trên bầu trời dáng vẻ tươi cười trên mặt đám thần trì bằng ngọc chân thần tăng điệp tôn thần cùng mấy nghìn vị thần thông giả trên mặt đất cũng hoàn toàn cứng ngắc mọi người cứng đờ ở chỗ này một khoảng thời gian nhưng vào lúc này trong ánh sáng của trung tâm thế đàn có một bóng người rong ròng cao đi xa đó là một nam tử trung niên Hắn kinh ngạc nhìn xung quanh Ánh mắt rơi vào trên người tần mục Hóa ra là tần giáo chủ Người lại làm cái chuyện gì này Đây là chỗ nào vậy Tần mục thở phào một cái Hắn nhìn thấy Duyên Khang quốc sư Giống như nhìn thấy người thân Quốc sư không ngờ từ đại khư tới Thái Hoàng Thiên Chứng thực cầu dịch chuyển trao đổi Linh năng này có thể dùng được Chính là trận mưa đúng lúc của hắn Bằng không Bọn họ không biết làm thế nào ở chỗ này cười gượng bao lâu nữa chuyện thử nghiệm cầu dịch chuyển trao đổi linh năng có an toàn hay không tần mục không dám tự mình vào cầu thử nghiệm hắn cùng với hắc hổ thần đều lo lắng xảy ra chuyện sai lầm trong lúc thiết kế nói không chừng mình sẽ chết trước tiên may mà có duyên khang quốc sử tới càng mấu chốt hơn chính là bọn họ đánh nát mặt trời nếu cầu dịch chuyển trao đổi linh năng vẫn không thể sử dụng thần thông giả và thần chỉ của thái hoàng thiên cho dù không đánh chết bọn họ cũng sẽ đánh cho tàn phế bọn họ nhưng may duyên khang quốc sư đã tới bầu trời mặt trời duyên khang quốc sư ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thiếu mặt trời sắc mặt thoáng đổi hắn vội vàng thu hồi ánh mắt nhưng lại không nhìn vào mặt trời bị tàn phá này nữa sau khi định thần hắn mới dò hỏi giáo chủ nơi này là chỗ nào những vị đạo hiếu là quốc sư tới vừa đúng lúc tần mục cao giọng nói các vị Ta tiến cử với các ngươi một hồi Vị này chính là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện Quốc sư Duyên Khang Thực không dám giấu giếm Thần cầu của người Duyên Khang bị gãy đi Quốc sư là người đầu tiên tu hành thần cầu Trở thành thần Là người đứng đầu cải cách của Duyên Khang Quốc sư Nơi này là Thái Hoàng Thiên Tầng trời thứ 33 Vị ở giữa không trung này Chính là bà Ngọc chân Thần Bà Ngọc chân Thần cùng với các thần trì không nhịn được Lộn về xúc động Vội vàng hạ xuống Cùng với Duyên Khang Quốc Sư chào họ Bà Ngọc cười nói Hóa ra là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện Ngưỡng mộ đã lâu Thực không dám giấu giếm Ta từng nghe qua lời đồn đại về thánh nhân 500 năm mới xuất hiện Vốn là chuyện đùa Không ngờ lại gặp được người thật Duyên Khang Quốc Sư trả lễ Khiêm tôn nói Đạo huynh khách khí Tại hại chẳng qua là tiểu dân thôn quê Chưa từng trải qua nhiều Cái gọi là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện Chỉ là do nước nhỏ thổi phồng mà thôi Bà Ngọc cười hà hà Lắc đầu nói Quốc sư nói lời đó sai rồi Nếu trên thế giới kia của các người là quê nhỏ Như vậy Thái Hoàng Thiên Ngay cả quê nhỏ cũng không tính Thời đại khai hoàng Thời đại thượng hoàng Chỗ của các người đều là chỗ của thiên đình Thái Hoàng Thiên chúng ta khổ chiến với ma tộc hai vạn năm Đều chỉ là vì bảo vệ thế giới của các người mà thôi Duyên Kháng Quốc Sư thầm giật mình Thần sắc của Tần Mục cũng giải ra tất nhiên không ngờ rằng bà ngọc chân thần sẽ nói ra những lời này trong lời nói này lộ ra tin tức quá nhiều cho dù là hai người bọn họ cũng không thể tiêu hóa được trong một khoảng thời gian tòa cầu dịch chuyển trao đổi linh năng này đánh thông hai thế giới đối với thái hoàng thiên chúng ta là chuyện rất tốt nếu không chấn thủ được vậy bảo toàn lực lượng đi tới thiên đình là được bà ngọc nhìn về phía tần mục lạy dài tự đáy lòng nói Bất kể tần tiểu hữu có thể tái tạo hai vòng mặt trời hay không Trên dưới thái hoàng thiên ta Đều sẽ ghi nhớ đại ân đại đức này Tần mục vội vàng trả lễ Chân thần khách khí Đây là chuyện trong bổn phận phải làm Không phải ghi nhớ trong lòng Duyên Khang Quốc Dư quay đầu Nhìn lại cầu dịch chuyển trao đổi linh năng Vô cùng phức tạp Và tế đàn thở dài nói Dịch chuyển trao đổi linh năng Quả nhiên là thứ giáo chủ chế tạo ra Ta ở trong đại khư Đột nhiên thấy thiên tượng đại biến tế đàn rơi xuống đất một đạo ánh sáng cầu giống như là hai cái phễu nối với nhau trong lòng thầm nghĩ không biết là ma đầu nào đánh xuyên qua hai thế giới muốn chạy tới đại khư làm hại đợi đến khi ta tới bên thế đàn nhìn một hồi thực sự là thiên công tinh xảo trong đó vận dụng thuật số không giống người thường đại khái là dùng tới linh năng trao đổi dịch chuyển linh năng trong lòng ta lại có nghi ngờ vì vậy mới tiến vào xem quả thực là giáo chủ thế gian này cũng chỉ có giáo chủ mới có thể có tư tưởng kỳ diệu như vậy trong lòng tần mục cực kỳ thỏa mãn khiêm tốn nói quốc sư quá lời rồi trong này phần nhiều cũng phải nhờ tới hắc hồ sư huynh hắn giới thiệu với duyên khang quốc sư về các thần ở đây ý vị thâm trường nói quốc sư tiểu phu thánh nhân đã ở trong thái hoàng thiên tiểu phu thánh nhân tâm thần duyên khang quốc sư kích động hắn cải cách chính trị vì giáo lý thiên thánh giáo có một câu bách tính thường dùng bởi vậy mới dựng lên thánh nhân nói là điều hắn suốt đời theo đuổi mà trở thành thánh nhân cần phải lập ngôn lập giáo lập công ba lập thành thánh hắn chính là như vậy hắn chưa từng nghĩ rằng vị tồn tại trong truyền thuyết này lại đang ở trong này làm sao có thể khiến cho tâm thần hắn không xúc động dâng trào được chứ hắn rất muốn gặp vị tiền bối dẫn dắt hắn trên con đường cải cách này Tần mục cũng khó nhìn thấy được một lần tâm thần kích động, cười nói. Tiểu phu thánh nhân hiện tại cũng không có ở chỗ này, mà cùng với 24 vị thần trì đi đánh ma tộc rồi. Quốc sư, ngươi vừa đến chỗ này còn không biết Thái Hoàng Thiên, vậy để ta tới nói cho ngươi. Ngươi sẽ lại hiểu được tác dụng kỳ diệu khi xây cầu dịch chuyển trao đổi linh năng này. Tần mục thâm ý sâu sắc nói. Thái Hoàng Thiên có đạo pháp truyền thừa trước sau chưa từng thất đoạn. Cái gì? Duyên Khang Quốc Sư lộ ra vẻ khó tin Thất thành nói Đạo Pháp truyền thừa ở đây trước sau chưa từng đứt đoạn Ngươi nói là công pháp thần thông của bọn họ Đều bảo tồn hoàn chỉnh Không có khả năng Ngươi xem mặt trời trên bầu trời Trình độ thuật số như vậy kém xa Duyên Khang phạn sập, Còn không bằng sĩ tử của Thái học viện Hắc khổ thần biểu mùi thầm nghĩ Thánh nhân 500 năm mới xuất hiện này Cũng là một con người chu tu luyện đủ tâm cảnh Một chút thời gian mà tâm thần của hắn lại kích động một hồi chấn động một hồi hiện tại sắc mặt lại đại biến khó có thể khống chế tâm tình cái gì gọi là thánh nhân chỉ có hử danh, có tiếng mà không có miếng tần một có chút xấu hổ lúng ta lung tung nói mặt trời là có gai mắt một chút duyên khang quốc sư cười lạnh nói đâu chỉ là gai mắt khiến người ta hận không thể cầm đao gọt đi lại được nếu là sĩ tử của thái học viện làm ra thứ thù giáp như vậy nhất định phải gạch tên chỉnh sửa lại xung quanh các thần thái hoàng thiên lộ ra vẻ mặt xấu hổ nhìn nhau không nói gì tần mục bất đắc dĩ thấp giọng nói quốc sư nhỏ giọng tuy nói thái hoàng thiên có thật số truyền thừa là đất đoạn nhưng đạo pháp của thần thông là chưa từng đoạn tuyệt lấy thực lực của ta ở trong các thần thông giả cùng cảnh giới của thái hoàng thiên ta chỉ có thể xếp đến trước mười người giáo trù khiêm nhường rồi Duyên Khang Quốc sư nghi ngờ nói, Tần Mục cũng suy nghĩ một lát, xấu hổ nói, à, khiêm nhường thì có một chút, chỉ có điều Thái Hoàng Thiên có rất nhiều thần thông giả nắm giữ thân thể thiếu niên chân thần, tốc độ nhanh hơn ta, lực lượng mạnh hơn ta, ứng biến uy lực thần thông, mắt thần quan sát, còn các công pháp của bọn họ đều vượt quá Duyên Khang một mảng lớn đấy. Duyên Khang quốc sư hít vào một hơi, rồi ổn định tâm thần, hắn sở dĩ kích động đến khó có thể kiềm chế chủ yếu là cũng bởi vì đạo pháp thần thông của duyên khang có đoạn đất cực lớn, cái đoạn đất cực lớn này xuất hiện ở hai vạn năm trước, khi đó thần thông đạo pháp thô ráp vô cùng, không thành hệ thống, nhân hoàng điện đạo môn đại lụa âm tự và thiên thánh giáo truyền đạo khắp nơi, nhưng có tính giới hạn của mình, truyền tiết đạo pháp thần thông cũng không có hoàn chỉnh, đạo môn và đại lụa âm tự đều gặp phá hủy cực lớn ở trong tai họa, nhân hoàng điện mỗi đời đều truyền nhân chỉ có một, thiên thánh giáo thành lập bắt đầu truyền đạo. Tiểu Ngọc Kinh cũng thành lập vào lúc đó, nhưng Tiểu Ngọc Kinh cùng Trần Thế không tranh, cũng không có truyền nhân trên đời đi truyền đạo. Trong lịch sử chậm rãi hình thành của những môn phái khác, công pháp thần thông có thể nói được tạo dựng lên trên cơ sở nghèo rất mục tơi. sau lại rơi vào trong tông phái chính ma tranh giành? Tông phái tranh, chính ma tranh, khiến cho chỗ thế giới duyên khang hoàn toàn hỗn loạn. Các môn các phái, các tông tranh đấu với nhau liên tục ba thánh địa lớn bảo thủ giao lưu thần thông đạo pháp trở thành vấn đề khó khăn không nhỏ mãi tới khi duyên kháng quốc sư giúp đỡ duyên phòng đế cải cách lúc này hỗn loạn mới có thể thay đổi tông phái tranh chính tranh ma biến thành tông phái cùng tranh giành lợi ích với duyên kháng quốc đợi đến khi tần mục trở thành thiên ma giáo chủ khiến cho thiên thánh giáo toàn tâm toàn ý giúp đỡ duyên phòng đế diệt trừ đạo môn đại lộ âm tự và các thế lực tông phái phản kháng lúc này mới kết thúc tông phái tranh giành lợi ích với duyên kháng quốc có công pháp thống nhất Kết hợp khiến cho công pháp thần thông của Duyên Kháng Quốc Xuất hiện khả năng vượt trội lớn Tần mục lại chuyện đi mô hình Thần cầu không gian thuật số Khiến cho thần thông giả có khả năng thành thần Thoát khỏi hạn chế của thọ Nguyên. Nhưng mặc dù như vậy Nền tảng của Duyên Kháng Quốc sư quá kém Hệ thống tu luyện vẫn không hoàn chỉnh Có thể tu luyện tới thần cảnh Vẫn là còn số ít Cường giả vẫn không có nhiều Tòa cầu dịch chuyển trao đổi linh năng này của tần mục xây dựng nên khiến cho duyên khang quốc sư nhìn thấy được một thời đại rộng lớn bao la hùng vĩ giáo chủ có công lao lớn với lê dân bách tính thái hoàng thiên cũng có công lao lớn với lê dân bách tính của duyên khang duyên khang quốc sư đột nhiên bái lệ tần mục chân thành vạn phật nói ta thay mặt muôn dân chăm họ trong thiên hạ cám ơn người tần mục vội vàng trả lễ không dám ma tộc tranh thái hoàng thiên thái hoàng thiên đã khó có thể chống đỡ được thái hoàng thiên bị phá Mục tiêu kế tiếp của ma tộc Chính là Đại Khư và Duyên Khang Nếu Duyên Khang có trợ giúp Cũng có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian Duyên Khang Quốc Sư đứng dậy Nghiêm nghị nói Sau khi ta trở về Tất nhiên sẽ nói chuyện với Hoàng đế Trợ giúp Thái Hoàng Thiên Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười Nói Như vậy chuyện này liền do Quốc Sư Cùng với bà Ngọc chân Thần trao đổi Các người định ra chương trình dịch chuyển lên dân bách tính của Thái Hoàng Thiên Khiến cho bách tính rút khỏi Thái Hoàng Thiên Xác định xem Duyên Khang làm thế nào Để trợ giúp Thái Hoàng Thiên Làm thế nào có thể giao lưu đạo pháp thần thông Duyên Khang quốc sư im lặng một lát Nói Ngươi lại muốn làm trưởng quỹ phủi tay sao Tần mục giữa người một cái Cười nói Ta với hổ ca nhiều ngày không nghỉ ngơi Cần nghỉ ngơi khoảng một thời gian Hơn nữa còn phải đi rèn luyện Loại chuyện này quốc sư làm tới thì tốt hơn Đúng rồi Mặt trời trên bầu trời Người xem có thể giúp bọn họ giải quyết một cái hay không Duyên Khang Quốc Sư chỉ đành gật đầu Nhìn về phía bà Ngọc chân Thần Nói Đạo Huỳnh Duyên Khang mặc dù không có hệ thống tu luyện hoàn chỉnh Nhưng mấy năm nay đã cả cải cách Ở trên phương diện thành tựu đạo Pháp Thần Thông Cũng đáng để cho Thái Hoàng Thiên có chỗ học tập Hai giới giao lưu Tất nhiên đã có thể tạo ra vô số cường giả Bà Ngọc chân Thần phân phó mấy vị chân Thần Bảo vệ cầu dịch chuyển trao đổi linh năng Sau đó cởi nói Quốc sư Chúng ta đi ly thành nói chuyện Mời Tần mục nhìn theo bọn họ đi xa thở phao nhẹ nhõm cười nói Hồ sư huynh Chúng ta đi tạm nghỉ trước đã Hai người trở lại ly thành Ngà người xuống vào ngủ vui Đợi tức khi tần mục tỉnh lại Bên ngoài đã sáng Tần mục rửa mặt một hồi Hắc hồ thần cũng tỉnh lại Tần mục hỏi Sư huynh ăn linh đan gì Ta giúp ngươi làm Linh đan Hắc cổ thần liếm móng vuốt rửa mặt lắc đầu nói Ta không ăn cái kia Ngươi không cần phải phiền lòng Làm thần chỉ hàng ngày tu luyện Ăn không cần quá tốt Tùy tiện làm chút gì ăn no bụng là được Tần mục ngần người một lát Nhớ tới Long Kỳ Lân Không khỏi buồn bã thảm thương Hai người ăn xong điểm tâm Đám người tăng họa cùng với Vũ Hòa lại tìm qua Vũ Hòa nói Giáo chủ Duyên Khang Quốc Sư đã trở lại Nói ít ngày nữa sẽ có đại quân thần thông giả Và thần chỉ của Duyên Kháng Quốc tới đây Tần Mục thở phao nhẹ nhõm Nói Có tin tức của thiên sư hay không Đám người vũ hỏa lắc đầu Nói Hiện tại cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đã xây xong Sư phụ ta bằng ngọc chân thần Hạ lệnh để cho lê dân bách tính rút khỏi Thái Hoàng Thiên Duyên Kháng Quốc sư ở đại khư Chuẩn bị cho tướng sĩ và lâu thuyền tiếp ứng Chúng ta tới tìm giáo chủ Dự định liền vào lãnh địa của ma tộc Giúp đỡ bách tính nơi đó rời đi Tần Mục quay đầu nhìn phía Cổ Thần, thử dò xét nói: "Sư huynh, sông và lãnh địa ma tộc giúp đỡ bách tính rời đi, có tính là gây họa sao?" Hắc Cổ Thần lắc đầu nói: "Chúng ta đã đánh mặt trời rơi xuống, còn sông và lãnh địa ma tộc, sông và lãnh địa ma tộc chỉ là chuyện nhỏ không tính. Có ta ở đây, các người có thể yên tâm, bảo đảm sẽ không có xảy ra sai sót gì." Tần Mục mừng rỡ, mục đích đến tới đây lần này là vì du lịch mở mang kiến thức về một mặt cường đại của thần thông giả đại thế giới. Học tập sở trường của những người khác khiến mình trưởng thành tới trình độ có thể chống lại sơ tổ nhân hoàng. Thần thông giả ma tộc của Thái Hoàng Thiên có rất nhiều cao thủ tuyệt đối là đối thủ có thể giao lưu kỹ xảo. Hơn nữa, có vị thần trì hắc hộ thần này ở đây, hắn cũng không lo gặp phải ma thần mà chạy không thoát. Hắc hộ thần có tốc độ cực kỳ nhanh chóng, cho dù là đối mặt với ba, năm vị ma thần thì cũng hoàn toàn có thể ung dung rời đi. Hơn nữa, có những lời này của hắc hồ thần, cho dù gây họa cũng sẽ có hắc hồ thần từ gánh vác, không quan hệ tới tần đại giáo chủ. Tăng họa, vũ hòa cũng yên lòng. Có vị thần chỉ hắc hồ thần này ở bên cạnh, chuyến đi này của bọn họ khẳng định không có gì nguy hiểm. Lúc này mọi người đi xuống thành lâu. Vũ Hòa là người can đảm cận trọng, trưởng thành hơn so với Tăng Họa một chút, nói Hồ Tôn, Lần này đi lãnh địa của ma tộc Hồ Tôn tốt nhất là không nên phóng ra khí thể Nếu không sẽ có ma thần của ma tộc tới ngăn cản Tốt nhất vẫn giả vờ là thần thông giả bình thường Các thần của Thái Hoàng Thiên Sở dĩ không thể đi vào lãnh địa của ma tộc Là bởi vì ma thần của ma tộc Đối với khí tức của thần cực kỳ mẫn cảm Hắc hồ thần thu lại khí thế cười nách. Các người yên tâm Ta sẽ không để lộ dấu vết kéo ma thần tới Lần này là các người rèn luyện Ta chỉ ở bên cạnh nhìn Sẽ không có nhúng tay vào đâu Bước chân bọn họ rất nhanh Cho dù là thần thông giả tu vi thấp hơn Cũng có thể đuổi kịp Lần này bởi vì tăng họa vũ hòa Muốn lèn vào thánh địa ma tộc Cho nên mang đến đều là tinh nhuệ Mỗi người đều là cao thủ trong quân Đã từng trải qua sinh tử chém giết Tiếp cận lãnh địa của ma tộc Sắc trời dần dần tối xuống Từng tiêm ma khí ở giữa núi rừng trôi tới trôi lui Ở đây giống như là bao phủ một lớp sương mù Có thể nhìn thấy Nhưng tầm nhìn không quá được xa có thần thông giả dự định phát động thần thông hỏa diễm chiếu sáng lập tức bị thục diêu bóp nát thần thông của hắn trầm giọng nói nơi này là địa bàn của ma tộc trừ khi sống chết ở trước mắt thì ai cũng không thể sử dụng loại thần thông chiếu sáng bằng không sẽ bị bại lộ hành tung nhớ kỹ gặp phải kẻ địch nhất định phải mau chóng giải quyết địch thủ kết thúc trận đấu tuyệt đối không thể đưa tới nhiều kẻ địch hơn trong lòng mọi người nghiêm lại vội vàng nói tầm mắt của thục diêu quả là không thể Tần mục thầm khen một tiếng Nhìn về phía tăng họa nói muội đã đi chấn thành tháp chưa Tăng họa lắc đầu Hai bím tóc dài rũ xuống trước ngực Nói À muội còn chưa kịp đi Mấy ngày nay thực sự là quá nhiều việc Ta cũng không dành để đi vào trong đó Thời gian gần đây ma tộc vẫn không có động tĩnh Khiến cho ta rất khiếp sợ Thiên sư lần này dẫn theo 24 vị thần trì rời đi Đến nay không có tin tức Làm cho ta có cảm giác chẳng lành Tần mục khẽ nhíu mày Đều phu thánh nhân cùng 24 vị thần trì rời đi đến nay không vậy. Cũng không có nghe nói đại chiến gì xảy ra. Điều này đúng là có chút quỷ dị. Cẩn thận! Chúng ta đã chính thức tiến vào lãnh địa của ma tộc. Đinh vấn! Người lấy nguyên thần ra dò đường đi. Vũ Hòa ra lệnh một tiếng. Một vị thần thông giả lập tức ngồi xếp bằng xuống. Nguyên thần xuất khiếu Một thần thông giả khác tiến liền cõng hắn. Bọn họ phần nhiều đều là thần thông cảnh giới thất tình tu luyện cảnh giới thất tinh nguyên thần đã có thể xuất khiếu chỉ là thần thông giả của thái hoàng thiên chưa từng trải qua cải cách nguyên thần của duyên khang quốc cường độ nguyên thần của bọn họ chưa đủ mạnh bay không xa lắm nên chỉ đều dùng để dò đường mọi người tiếp tục chạy đi sau một lúc lâu nguyên thần của đình vân bay trở về nói trăm dặm phía tây nam có một chỗ thành trấn trong đó có chừng hơn hai ngàn người đã bị ma tộc nô dịch không biết bọn họ đã xây dựng thứ gì bên cạnh đó có vài thôn trang bên trong đều là những láo ấu phụ nữ và trẻ em số lượng người cũng không ít không thể đi qua nơi đó được có sáu tháp canh của ma tộc tháp canh gác rất cao ta không dám nhìn kỹ sợ là thần thông giả ma tộc bên trong sẽ phát hiện ra nguyên thần của ta vũ hòa dò hỏi các tháp canh gác kia cách nhau bao nhiêu dặm dạ? sắc mặt của đinh vân đỏ ửng lúng ta lúng túng nói thật tính toán của ta không có tốt không tính qua được Vũ Hòa nhíu mắt một cái sầu muộn nói Trong tháp cảnh gác của ma tộc Đều là thần thông giả cảnh giới thất tình Cảnh giới lục hợp Tính cảnh giác cực cao Nếu kinh động khiến bọn họ đưa tin ra ngoài Như vậy nghinh đón chúng ta không phải là mấy binh sĩ tản mát Mà là cường giả ma tộc Cảnh giới thiên nhân Thậm chí cảnh giới sinh từ thần kiểu Đình Vân lắc đầu Những nơi khác đều có tháp cảnh, Số lượng không ít Thục Diêu suy nghĩ một lát Nói như vậy chỉ có thể lặng lẽ tiến qua Trước tiên diệt trừ ma tộc trên tháp canh Nhưng nếu có bất kỳ ma tộc nào phát hiện Thì chúng ta nhất định phải lui lại Trong lòng tần mục thoáng động Nói Các người ai có nguyên khí dẻo dai nhất Nguyên khí mạnh nhất Mọi người nhìn về phía hắn Mỗi một người miệng há hốc Nhưng không có tiếng Vũ Hòa cùng với Thục Diêu do dự một chút Cũng im lặng không lên tiếng Tần Mục giải thích Nếu nguyên khí đầy đủ kiên cường dẻo dai có thể ở ngoài trăm dặm phát động kiếm hoàn kiếm hoàn tương đối nhỏ chạy thẳng tới ngoài trăm dặm trực tiếp tiêu diệt ma tộc ở trên tháp canh căn bản sẽ không cho bọn họ có cơ hội kịp phản ứng tất cả mọi người vẫn miệng há hốc nhưng không có lên tiếng Tần mục nghi ngờ đang muốn nói tiếp tăng họa dù sao cũng nhanh mồm nhanh miệng nói đà cốc từ giáo chủ ca ca ở đây thần thông giả ngoại trừ hổ tôn gia không phải là nguyên khí của ca ca mềm dai nhất và mạnh nhất sao Mọi người đều vội vàng gật đầu Thục Diêu bất đắc dĩ nói Giáo chủ ở Ly Thành đánh một trận Chém liên tục bốn đại cường giả của ma tộc Chúng ta đều rất là bội phục Khiêm tốn nữa chính là dối trá đấy Tần Mục gãi đầu một cái Lúc này mới nhớ tới số lượng ưu điểm không nhiều Mình thắng được đám người vũ hòa và Thục Diêu Ngoại trừ kiếm pháp thần thông và nguyên thần ra Chính là tu vi nguyên khí của mình Được Vậy ta tới nhổ tháp canh Các người cứ theo sát phía sau ta Tần mục đứng dậy Ngón tay điểm vào mi tâm một điểm Nguyên thần xuất khiếu Nguyên thần của hắn thoáng một cái rời đi Biến mất Nguyên thần thực mạnh Mọi người gồm vũ hòa giật nảy mình Nguyên thần của tần mục gần như luyện được giống như thực chất Quả thực đã vượt qua nguyên thần của thần thông giả cảnh giới thiên nhân Có thể nói là cường đại Ta mặc dù là đệ nhất cảnh giới thất tinh ở Thái Hoàng Thiên Tự nhận các mặt đều đạt được tiêu chuẩn của thiếu niên chân thần nhưng nguyên thần vẫn còn xa mới bằng hắn Vũ Hòa buồn bã Tăng họa tiến lên muốn ôm Tần Mục chạy đi Đột nhiên đã thấy thân thể của Tần Mục không có nguyên thần chạy nhanh về phía trước Tốc độ dần dần nhanh hơn Nàng không khỏi bị dọa cho giật mình Bàn chân của Hắc Hầu Thần bước theo Tần Mục nói Đừng nhìn nữa Đây là thần khống pháp Pháp môn của chủ công nhà ta Nhanh đuổi theo Mọi người vội vàng theo Tần Mục Đột nhiên nguyên thần của Tần Mục đã vội vàng trở về thân thể vỗ cái túi thao thiết kiếm hoàn trong túi thao thiết bay ra xoay tròn xung quanh bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ phá không lao đi tần mục đột nhiên cũng tăng tốc độ ào ào lao về phía trước chỉ nghe tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên hắn không ngờ vượt qua tốc độ của âm thanh hoàn toàn không có che giấu thân hình của mình vũ hòa và đám người thần thông giả khác nhíu mày tần mục chạy vội như vậy tất nhiên có thể đánh cho kẻ địch trở tay không kịp nhưng âm thanh này chuyển đi Tất nhiên sẽ khiến tháp canh khác cảnh giác. Đình Vân dò đường nói. Trên con đường nhất định phải đi qua ngoại trừ có 6 tháp canh ra. Thì những tháp canh khác không có ở trên đường này. Tần mục phá không. Âm thanh phát ra tiếng vang kinh động. Tháp canh khác khác chỉ sợ sẽ khiến cho chuyến đi này của bọn họ bị bại lộ. Không thể không rút đi. Vũ Hòa cắn răng mạnh. Đuổi theo. Mọi người vội vàng tăng nhanh tốc độ. Ra sức chạy như điên. Khiến tốc độ của mình tăng lên tích cực hạn từng tiếng ầm ầm truyền tới tốc độ của mỗi người đều vượt quá âm thanh vũ hòa thục diêu và tăng họa có tốc độ nhanh nhất so với tần mục còn nhanh hơn một chút ba người đuổi theo tần mục nhìn về phía trước chỉ thấy kiếm hoàn kia không ngờ đã đi tới tháp canh đầu tiên khi kiếm hoàn cách tháp canh còn hơn 10 dượng trong lúc nó xoay tròn lại có vô số thanh kiếm từ trong đó bay ra vèo một tiếng lướt qua phía trong tháp canh gác tiếp theo hơn 10 thanh phi kiếm đột nhiên chĩa mũi kiếm xuống phía dưới, bay sát mặt đất. Vô số thanh phi kiếm trong không trung lại phát ra những tiếng đình đình cùng với kiếm hoàn va chạm. Trở lại bên trong kiếm hoàn, kiếm hoàn gần như không dừng lại chút nào, tiếp tục vọt tới phía trước. Tần Mục vẫn đang điên cuồng chạy về phía trước. Trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ lại có thể nhìn thấy được tòa tháp canh gác thứ hai. Dưới tòa tháp canh gác này có mấy thần thông giả ma tộc đang uống rượu bộ phùi. Trên tháp canh cũng có hai ma tộc hết nhìn đông tới nhìn tây. Hơn 10 thanh phi kiếm bay sát mặt đất bay tới, ma tộc uống rượu mô vui, căn bản không kịp phản ứng, đầu đã bay lên. Hơn 10 thanh phi kiếm mang theo huyết quang xông lên không trung, cùng kiếm hoàn bay ra khỏi tháp canh gác va chạm lẹt kẹt. Vù. Tần Bục chạy như bay tới, giống như là cuồng phong lướt qua tháp canh này, xông về phía tòa tháp canh gác thứ ba. Vũ Hỏa, Thục Diêu và tăng Hỏa vội vàng đuổi theo. Đợi đi tới tòa tháp canh thứ ba, chỉ thấy tần mục bỗng nhiên dừng bước kiếm hoàn lại xông về phía tòa tháp canh gác thứ tư từ lâu chân của tần mục không dừng lại tay phải bấm kiếm quyết toàn thân của hắn có nguyên khí bốc lên giống như là say rượu xài bước chậm rãi đi qua kiếm chỉ thi thoảng đâm ra sau đó hai tay lại bấm kiếm quyết liên tục đâm ra kiếm hoàn lướt qua bên trong ngọn tháp canh vô số phi kiếm phía sau giống như cá bay tán loạn mọi nơi chém giết thần thông giả ma tộc trong tháp canh gác kiếm hoàn bay ra liên tục phá vỡ tháp cảnh thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Những thần thông giả khác đuổi tới, vừa dừng bước, Vân Đình lập tức nguyên thần xuất khiếu, đuổi theo về phía kiếm hoàn của Tần Mục. Đã thấy kiếm hoàn của Tần Mục phá vỡ tòa tháp cảnh các thứ sáu. Sau đó kiếm hoàn phân giải, tám nghìn thanh kiếm bay thành hai nhóm, từng cái va chạm hóa thành hai kiếm hoàn nhỏ hơn, bay về phía hai bên. Đình Vân bị dọa cho giật mình, nguyên thần đuổi theo một kiếm hoàn trong đó, chỉ thấy kiếm hoàn này thực hiện phương thức tương tự Lấy tốc độ khủng khiếp đi vòng xung quanh Dọc đường nó đi qua Ma tộc trong từng tòa tháp canh bị chém giết Căn bản không có thời gian phản ứng Đợi tới khi kiếm hoàn này đi tới tháp canh gác cuối cùng Đình Vân nghe được tốc độ của bọn họ đã vượt quá âm thanh Bạo phát ra tiếng sấm Chỉ còn có điều tiếng sấm này không lớn Thần thông giả ma tộc bên tòa tháp canh Thò đầu ra nhìn xung quanh Phía sau bọn họ Kiếm hoàn đã bay trong tháp Kiếm quang bạo phát bao phủ lấy bọn họ đình vân vội vàng thu hồi nguyên thần trở lại thân thể đã thấy kiếm hoàn đang bay về phía này cùng lúc đó có một kiếm hoàn khác cũng gào thép lao tới hai kiếm hoàn ở trước mặt tần mục đinh một tiếng va chạm vào nhau hóa thành một kiếm hoàn lớn hơn nhẹ nhàng hơn bay xuống trong tay tần mục may mắn không làm nhục sứ mạng tần mục ngẩng đầu lên lộ ra vẻ tươi cười mọi người khẩn trương thở không nổi bọn họ vừa mới dừng lại còn chưa có nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng ở xung quanh Thục Diêu nhìn về phía Đình Vân Đinh Vân gật đầu nói Xung quanh phạm vi 150 dặm Hẽ là tháp canh gác Có thể nghe được tiếng sấm Tất cả các tháp canh đã bị giáo chủ phá hủy Chỗ xa hơn không nghe thấy âm thanh nơi này phát ra đâu 150 dặm Vũ Hòa lộ ra vẻ khó tin Vừa rồi Tần Mục chỉ là nói 100 dặm Mà bây giờ hắn không ngờ đã nhổ tất cả tháp canh gác Trong phạm vi 150 dặm nguyên khí tu vi này đúng là quá mạnh mẽ mà xem ra hắn thực sự đã khiêm nhường rồi trong lòng nàng thầm nghĩ thục diêu trầm giọng nói chúng ta nhanh chóng qua đó giáo chủ ngươi về ném ra quá nhiều kiếm có cần phải nghỉ xả hơi một chút hay không tần mục lắc đầu nói không có việc gì nguyên khí của ta vẫn rất dư thừa thục diêu bị dọa cho giật mình trong lòng thầm nghĩ một tiếng biến thái mọi người đi dọc theo tháp canh bị phá hủy chạy về phía trước cũng không lâu lắm bọn họ chỉ còn cách chấn nhỏ mà đình vân đi tới không xa mọi người ẩn nấp hành tung nhìn về phía trước tâm thần không khỏi chấn động phía trước đó không thể gọi là chấn nhỏ mà là một tòa thế đàn rất lớn hoàn toàn không nhỏ hơn so với tòa thế đàn lúc tiểu phu thánh nhân hạ xuống mấy nghìn nhân tộc ở dưới sự theo dõi của ma tộc tướng sĩ đã xây dựng tòa thế đàn này thế đàn này đã được xây dựng hơn phân nửa có rất nhiều thần thông giả ma tộc cầm theo thùng lớn, rót máu tươi trong thùng, ở dấu vết ấn ký phủ văn trên thế đàn. Ma tộc không phải đã chăn đấn làm đổ hàng rào thế giới hoàng thiên rồi sao? Theo lý mà nói, hàng rào thế giới giữa ma tộc và thái hoàng thiên đã không cách nào ngăn cản ma tộc, thần ma hạ xuống. Bọn họ vì sao lại muốn dựng thế đản Tần mục nghi ngờ không giải thích được, khẽ nói. Chẳng lẽ bọn họ dự định triệu hoán thần ma, không phải là thần ma của thế giới ma tộc? Chẳng lẽ Hắn nhớ tới lai lịch của chết hòa lê Trong lòng có chút bất an Chết hòa lê đã đệ tử của lạc vô song Đến từ cái gọi là chân thiên địch kia Thục diêu vội vàng nói Có cường giả cảnh giới thiên nhân Mọi người thu hồi ánh mắt Không nên nhìn Mọi người đều thu hồi ánh mắt Bên cạnh thế đàn Phía sau vị cường giả ma tộc cảnh giới thiên nhân Có nguyên thần cao tới 20 trượng Đang đứng thẳng dáng vẻ khôi ngô hùng tráng Nguyên thần của hắn dường như có cảm giác liếc mắt nhìn bốn phía nhưng không phát hiện ra cái gì khác thường tần mục lấy ra một cái gương sử dụng cái gương chiếu rọi xung quanh thế đàn nói ở đây ma tộc không tính là nhiều ngoại trừ vị cao thủ thiên nhân kia thì những người khác không khó đối phó nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy được bên trong thế đàn bỗng có một bóng dáng đi ra sắc mặt của hắn nhất thời thay đổi phật nhật la bàn tay của tần mục rung lên Phục Nhật La trong gương đi ra gọi tế đàn, ngẩng đầu lên, từ trong gương nhìn về phía hắn ở bên ngoài gương. "Chạy." Giọng nói của Tần Mục khàn khàn, Phục Nhật La trong gương bước chân ra, từ trong gương đi ra phía ngoài giống như là ác mộng hạ xuống vậy, thân hình hắn càng lúc càng lớn, nhồi vào cái gương. "Chạy mau." Tần Mục lớn tiếng quát. Các bạn vừa nghe xong tập số 118 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các